càng xanh cua bà con ơi, ủng hộ em quẹo lựa lụm lựa đó bà con ơi, nay bán mai nghỉ mốt anh chị Mỹ luôn bà con ơi, bữa kia bán tiếp nha anh hai chị ba ơi, ủng hộ em tôm chị ba ơi, trời ơi dễ thương hết, dễ sợ luôn, ủng hộ lên ba chị Tư ơi. Tôm tươi không em? Tôm tươi hả anh? Trời ơi tươi xanh rồi là canh mới nấu luôn, tôm tươi hơn em nữa. Ủng hộ em đi. Lấy anh ký đi. Một ký hả? Rồi, ok, đợi em xíu nha. Rồi. Ôi, tôm này mà về mà anh mua hấp nước dừa ăn một cái bá cháy một cái chảy luôn. Ok thế em. Ôi. Ôi. Sao mua ủng hộ nhiều đi chứ mua có 1 ký vậy? Không, anh mua về cho vợ ăn với anh ăn đủ rồi. Ôi. Đàn ông mà thương vợ với anh hiếm có thằng nào vậy lắm. Chẳng bù làm như chồng em, chồng nó dở thành chết luôn thiệt. Chứ con tôm mà chưa mua cho em ăn. Mình phải hơn vợ chứ. Ừ, chứ sao. Mua về bổ dưỡng về kia. Rồi. Kỹ nha. Rồi. Rồi, ký giác cho anh luôn đó. Ok, 700 ngàn. Dạ. Rồi, khói cuộc. Không có anh ơi. Hả? Cái này tới 220 lận. Ủa, em giao để giá 70 mà. Hả? Để 70 mà. Đâu có đâu, 220 ngàn ký, tôm tươi xanh là 220 lận. Ủa vậy em để bản này chi? Hả? Cái này 70 ở trong này nha. Trời. Đây, tôi 70 ngàn. Xong nó sớm. Hả? Trời ơi, còn cái này tới 220 là tôm tươi nha. 220 lận anh. Thôi giờ anh có 70 à, căn anh 70 thôi chứ giờ anh hết tiền rồi. Dạ cho 70 rồi, để không phơi, còn 70 mua về cho ăn luôn á. Thôi bớt bớt ra đi. Rồi ủng hộ hết đi, bớt cho. Không có tiền mà không hộ cái gì. 70 được rồi. Rồi, rồi ok, cảm ơn em. Chục là cái thương vợ lắm lắm. Gì? Tôi đem 57 của ba ơi. Cảm ơn tôm nè anh. Ủng hộ tôm cua đi anh chị. Ăn cua ăn tôm em. Dạ ăn tôm. Mua tôm cho em ăn đi. Mua tôm mới ăn qua rồi. Ôi tôm tươi xanh như đồ canh luôn á chị. Trời. Anh mua 3 con 100 nè anh. Sao mà rẻ vậy chợ? À, không, tại vì cua này em còn ít, em bán sổ luôn chứ cua ngon dữ lắm. Trời ơi, nói chuyện chắc thịt dữ lắm luôn, thiệt. Anh coi cua này coi nó chắc không anh? Cua này chắc sao rẻ chứ vậy? Hả? Rẻ vậy, 3 con 100 rẻ vậy. Biết sao không, tại em còn ít cua em sổ thì thôi chứ em bán ghẻ ghè thôi. Thôi chị mua cua cho em đi. Lấy em ký nè chị. 3 con à. Thôi em bán coi 3 con 100 cho bán ký anh. Em bán 3 con. À 3 con phải không? Rồi em đảm bảo với anh là thôi ủng hộ hết đi, ủng hộ em luôn đi. Ba con thôi. Rồi anh lựa đi. Con đủ ăn rồi chị ơi. Cứ mình ơi đem dọn rồi chị ơi. Trời ơi, không biết anh chị có mua cơ tôm không, ủng hộ em đi. Thôi. Ôi, cảm ơn anh chị nha. Cho em gửi. Ôi, hai vợ chồng đẹp đôi dễ sợ. Có ăn gì ủng hộ em nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Ôi. Cảm ơn chào chị gái nha. Là sao Dũng ơi em nha. Rồi. Ồ, thấy ghét dễ sợ, nghĩ sao mặt đẹp trai đi với bánh bèo xấu quá. Hài hước. Tôm cua đi anh chị ơi. Ủng hộ. Dạ. Tôm đi mẹ. Con ăn nào? Con tôm. Tôm đi chị, tôm đi, tươi xanh như là canh luôn. Con nào con lựa đi mẹ mua cho con. Sao con tôm cái gì kỳ vậy chị? Hả? Sao con tôm nó sủi lơ vậy? Ha không, nó sủi lơ em. Cái này là con tôm nãy đang ngủ trưa nó mệt, nó xỉu đó em, tại vì để mà nắng á. Cái tôm oxy đàng hoàng mà làm gì có sủi lơ. Con tôm có ngủ trưa đó hả chị? À không, chị còn ngủ trưa đó chứ con tôm. Vậy đó nè. Tại vì nó không phải sao đâu, tôm tươi xanh như được cánh mà làm gì có cái hiệu sủi lơ được đàng hoàng. Ủa oxy hả chị? Ừ. Cái này oxy hả chị? À. Sao nó không có gì thổi thổi bột bột đi cho nghỉ? Ha không, cái này oxy chạy bằng cơm chị nè. Ồ vậy đó con, tiết kiệm điện đó. Chị cũng được nữa hả chị? Ơi thấy không? Vậy được. Thấy chị bán cái cà chị ốm lắm đó chị. Chị hỏi lại không hả? Không có. Biết sao không? Tại vì kéo oxy trong nhà. Mà thằng quỷ sứ nó là ăn mắc điện, quỷ sứ gì bán nghĩ sao bán lời có nhiêu đâu. Vậy mà nó kéo một ngày mấy trăm ngàn, trăm mấy ngàn tiền điện. Hỏi chị hỏi đó. Tiếp đi để nó chết đó. Hỏi đi. Không, em cũng mệt nó chuyện cơm. Ông hỏi nó chơi tôm tươi lắm. Tiết kiệm. Tôm đi mẹ. Tôm mắc cua. Tôm đi. Tôm nhiêu ký rồi chị? Dạ tôm 250 chị. Vậy đó hả? Dạ. Cái gì 70 ngàn rồi đó vậy con? Ủa để... Không, 70 ngàn là tôm này. Tôm... gì nè. Đó là tôm này tôm chết. Trời sao bầm quá mẹ ơi. Con này với con này giống không con? Làm gì giống được chị, tôm nó tôm tươi. Con này là... ăn cua đi. Đừng ăn tôm này nó ăn cua đi con. Có ăn gì nè? Mẹ hỏi coi cua nhiêu vậy? Cua này 3 con 100 chị. Ăn được không? Sao không được chị ơi? Ơi, tôm cua này là em biết sao, em còn ít, em xấu ít. Ừ.
chị ăn cua đi mẹ. Lấy ba cua đi ha. Ba cua phải không? Rồi rồi. Ủng hộ ăn tôm đi, tôm này về nhà mà mình luộc khắp cái dừa cũng ngon nữa. Hay là mình gam mặn. Con tôi nó khoái ăn cua rồi chị. Ăn cua hả? Con, bốn con lấy em đi. Bốn con, ba con luôn. Còn con lấy ông nội em đi. Ôi chạy con nó như tính tôi luôn. Rồi lấy em bốn, lấy chị 40 ngàn. 40 ngàn mắc quá. Ba con 100 mà con nó lấy tôi 1 ngàn nhảy tôi còn có 101 mà chị ơi. Cái gì 10 ngàn chị ơi, bán có được chị ơi. Mà ẩm hiền đi, còn có 101 thiệt nè con. Em nói thiệt, em nói đúng giá thiệt luôn. Chứ bây giờ chị bán coi, chứ không có lời đâu, bán chị đâu rồi. Vậy thôi đi, chứ bán em có lời, bán được có lời là bán rồi. Còn 40 ngàn mắc hơn gì nó 10 ngàn. Thôi. Sao? 10 ngàn đúng không? 15 đi. 10 ngàn đi. 15 đi. 10 ngàn. Thôi đi đi. Không bán đâu. 13 ngàn. Thôi, không bán đâu. 15 là 15. Đi hẹn cái ngàn. Ừ. Bán không? Không. Không có lời bán gì. Ôi. Đeo vàng cho đỏ cổ vô. Đeo đi điểm tới gúng mà trả giá gì như Nguyễn Sứ vậy. Ôi anh chị ơi. Tôm cà xanh với cua nè. Ủa chị bán tôm với cua hả chị? Không, chị bán vàng em. Thấy hai cái xịa là biết tôm với cua rồi. Bán cua với tôm là đè để hỏi trò du duyên quá rồi. Ủa, hổng hổng chị đi. Chạy tôm với nhau chị. Tôm 220 em. Cho em vô coi nha. Chị ơi, sao tôm lại nó nhảy? Hả? Sao tôm nhảy? Không, cái này nó đang ngủ trưa đây em, chắc chưa nắng nó ngủ nó mệt nó xỉu. Ủa chị nó giỡn thôi chứ tôm nó mới bị mưa một xíu rồi, không có sao hết chưa á. Vậy là chị bán 220 hả? Ừ. À, bớt không? Không bớt được em ơi. Hôm nay em ăn loại này thì 70 ngàn. 70 ngàn được không? Được. Không, nó không ngon bằng tôm này. Giờ bớt đi, bớt em mua hết. À, thì rồi, 201. Bớt, tới đây mới mua. Thôi, bớt được em ơi, bớt em 5 ngàn vậy đó. 109. Thôi. Mệt quá trời, coi trả giá quá trời trả giá rồi. Còn cua chị bán nhiêu chị? Bây giờ cua chỉ còn có 1 con à. Bây giờ em nếu mà em lấy hết còn con em lấy luôn đi, chị để em con nó 30 thôi. Con này 30 nữa hả? Ừ. 20 ngàn mua luôn. Ôi 30 em ơi, nãy bằng chị mới trả 35 ngàn em bán đó. Thấy còn con đó em lấy. Bỏ con bỏ lớn là 20 ngàn đi. Thôi 30 chứ không bán được. Sao bạn? Mua luôn đi. Rồi, lấy cho em. Chị lấy cho em con cua luôn đi chị. Rồi. Tại vì thiếu nha. Ôi, còn nhiêu đây chị mới bán cho em vậy thôi chứ bình thường chị không có bán đâu. Cái gì hết gì mà trả giá gì chị bán được. Rồi ok. Dài quá. Tại giờ tụi em sẵn đi chợ mua đồ thì làm tiền các chị. Đừng ghé chị mua luôn. Rồi. Liễu ơi. Liễu. Gì vậy? Ăn cua đi cưng. À, cua ngon à? Chị luộc cho cưng ăn á. Sao không có nay tốt luộc cho em ăn vậy? Mày bán tao cua sáng nè. Bị vậy con cua bình thường thì con cua chứ nó rất con rẻ đâu bà nội. Con cua gì mà luộc vô không còn cái ngoe, không có miếng thịt. Mày ăn được không? Chứ tao ăn không được. Là nè. Sao? Nè mày coi nè, luộc xong rồi nè. Dở ra nước không mà không có miếng thịt nữa, mày lên mày coi đi, cua mày bán á. Hỏi đánh trống lạng. Nè coi nè. Đợi xíu, đợi xíu. Tùy yêu con canh tao đổ nước cho chị trời. À, chị quên. Nó mua bán gian dối vậy đó. Coi nè, coi nè, con cua nè, cua nó bán cho tôi nè. Không có một miếng thịt luôn nè. Đó, dở lên coi. Như không cái bà mua ở đâu, nãy giờ bà đã thừa tôi bà nội. Ủa sáng tao mua của mày chứ ở đâu, mày nói ông mua ở đâu. Chân người bán chặn người mua ở đâu, thì cái bà đã thừa tôi. Thấy con cua nhẹ này kia nước không rồi chứ. Nhẹ bè à, thử coi. Hồi sáng về ha, cũng bò dữ lắm. Mà không biết nó bò là nó bỏ thuốc gì vô cho bò vô giữ vô. Rồi cuối cùng bỏ vô hả anh luộc ra một hồi á. Tôi bỏ miếng nước mà ra có nửa nồi nước vậy đó. Bạn nè, cái càng nè. Rồi hửi đi, hửi đi mà thấy cảnh. Ủa chị ơi, hửi nha. Có bà thúi á bà nội, bà nghĩ sao con cua tao bán đàng hoàng. Mày ăn thử tao coi. Hồi sáng mà mua con cua bao nhiêu ngàn ký? Mày bán tao ba con 100 ngàn nè. Tiền nào của đó má ơi, ba con 100 ngàn má tưởng con cua ngon hả? Hả? Vậy mà mày giới thiệu sao, mày giới thiệu cua ngon lắm, mày bán sổ gì nguyên một ngày. Ê nó nghe nè bà già luôn đạn. Không có ai mà buôn bán mà nói đồ mình dở hết trơn á. Trời ơi, bán nó nào nó ngon mà phải mua chứ. Cũng phải trung thực chút xíu nữa là chị ơi, cua này nó không có ngon bằng cua ở ngoài dựa hay là ngoài gì đó. Mày bán ở đây, cái mày bán ba con 100 ngàn về cũng ba 100 ngàn cũng có trổi gì của người ta về hả? Nói nghe nè bà chị, cái này là chị tự biết nha. Chị thừa biết là ba con 100 ngàn là cái con cua nó thế nào rồi. Trời ơi, cái này là bán là ăn là hên xui thôi, em bán em còn hên xui với chị con cua. Thôi mày ơi, mày thấy dân ở đây người ta không có kiểu như hiểu biết nhiều, cái bắt đầu như tao vậy nè.
cái mày mày về đi, mày đem cua toàn là cua dở, cua dởm về mày dụ người ta không à? Không có, cái này mày phải tự nhận thức được. Chứ ba con trăm ngàn mà đồ ngon hả má? Thì tất nhiên tao đi chợ tao thấy rẻ tao mua được rồi. Bây giờ 1 ký 200 ngàn, 300 ngàn ký. Bà nghĩ sao ba con trăm ngàn mà đây bà rồi cua ngon? Sao không lấy đó về bán đi? Vậy? Mày lấy đó về bán đi. Trời ơi, tao không làm có vốn đâu, bán cái lấy bao 400 ngàn ký cho bán cho bà. Trời ơi, lúc nói ra giống như mình là hiền lương mục đức dữ lắm, mình nhân đạo dữ lắm. Em bán sổ, em bán lỗ, lỗ ở đâu ra hả? Cua này mày giỏi lấy được 10 ngàn con à? 10 ngàn con. Nó nghe nè, dép nè, về nhà ngậm đỡ đi cho đỡ buồn nha má. Vậy có ăn được đâu, mày ăn thử tao coi đi. Mày ăn thử, mày cắn cái càng thử tao coi đi. Thì ba con trăm ngàn thì tự biết chứ, ba con trăm ngàn mà đòi cua ngon. Đó, thấy chưa, rồi giờ là lũ đầu vô mua hàng bậy. Ủa sao bạn, cua gì sao mua? Cua ngon nữa. Tôm nó cũng không ngon đâu, cơm thủi sơ, thủi lơ, thủi lắc hết trơn rồi. Vậy sao? Lát nữa nó dẹp luôn tiệm này giờ nè. Nó nghe nè, cũng hên xui thôi em. Thật sự mới bắt nạt, bây giờ ba con trăm ngàn, em về nhà em có lũ có một con này con kia. Trời ơi, người có người này người kia đó chứ không cua. Trời ơi, bình thường mà em, lấy chị đi bớt con này hai. Thì sao, lấy không? Ủa, nó 20 ngàn. Nó nghe nè, lấy con cua này đi. Trong cái rủi nó có cái mai á. Đúng rồi. Cái mai không á. Nè. Người bà lấy không? Tôi không lấy đâu. Tôi quên nữa, tôi bị dưỡng thể sản nữa, chắc tôi ăn không được. Đi về. Em nghĩ mua chị ơi. Ờ, em nghĩ mua. Ê, cô bé. Đi đây. Giỡn mặt với chị hả? Vậy nhìn cua chị đi xây mua vậy được. Vậy sao em ăn được chị? Bây giờ nếu mà em không mua cua, ok, ok em, chị để con cua ra. Bà lấy tôm cho chị. Rồi bạn, tôm sao? Tôi bị dướng tôm. Tôi không ăn được. Bạn em mua rồi sao vậy chị? Chị không cần biết. Nha, cái chuyện đó là chuyện của bạn em, nhưng mà em vô mua trả vô vậy em nói. Ê, bạn có tiền không? Không, tôi cũng mang tiền cho luôn. Tôi cũng không có tiền luôn. Không có cho em về cho chị. Có gì về quay lại sao đi chị? Người ta không biết chuyện nha, tại mày bán người ta không biết nha. Gì? Cái sớm mày chị mày nổi danh là liễu tâm càng, mày nghe chưa mày? Hả? Càng đâu? Đây nè, càng tao quao cái mặt tao vậy tính không? Tao đâu muốn bán đây mà bà ở đâu mà bà lại bà phá tao vậy? Không phá nha mày, tại mày bán đồ giỡn, đồ giỡn, tôi lợi tao nói thôi chứ tao không phá nha em đâu. Giỡn gì bà giỡn? Trời ơi. Không biết bà chưa chắc bà mua ở đâu rồi bà đã thừa tôi. Tao mua của mày chứ mua ở đâu? Thôi bớt đi mẹ. Nha. Trời ơi, tao phá mày tao được cái gì? Hả? Con cái gì thiệt à? Cái con mẹ chín đùi đạn kia. Gì? Đi trong khác tao buôn bán lẹ lên. Cái gì? Bây giờ mày đền tôi ra đi mà thền đi. Ba con trăm ngàn. Ở đâu mà có vụ thền cho bà vậy hả? Bà mua cho đã, bà luộc chưa chắc bà mua cho tôi. Mà lại bà nói. Thôi ơi, tao hại mày tụi gì liễu. Ờ, ăn nói ngang rồi. Nè em. Mẹ không tin tiền quá. Ý sao? Chị không cần biết. Mẹ quá trời mệt rồi nha. Em không tin tiền. Sao em? Thôi, để em lấy cho chị ơi. Ừ, rồi cái đó chị cần nhiều. Chính cho em mượn tiền đó. Ý sao? Giả tiền cho chị. Là 270. 270 hả? Cho mượn. Chính cho em mượn cho chị. Như tụi bay đi mua đồ không đem tiền theo đánh đi mượn tao. Lát đi rồi. Lát thì ghé ngay nhà trả cho. Ngô đồ dở đồ ôm cũng gác mua nữa thiệt chứ cặn coi. Chứ giờ lỡ rồi bà chửi quá trời. Cô gặp tao rồi bán được cho tao lắm. Trời ơi. Nó nghe nè. Rồi mua không mua được thì thôi khỏi né tao ra. Ôi tao né liền chứ đó tao lại chi vậy trời. Rồi cảm ơn trai không ủng hộ em nha. Dạ. Ôi một lần mà chị có lần thứ hai cho chị. Hay còn cua nó ủng hộ gì tiếp đi. Trời 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 mô Phật à. Chị ơi, đi về chứ. Cho bạn cua về ăn luôn đi Phật kia. Ôi buôn bán chàng giới. Ôi 100 ngàn ba con mà rồi ngon. Ôi. Chết là sao nó chết queo cho người ta. Bây giờ sổ hết luôn đi. Ai mua tôm mà con bác ơi, 1 ký 70 ngàn bà con ơi.